Xin chào quý khách hàng Vừa mới bể kèo một set Bao gồm cặp loa RCF NX910A Đây là dòng loa Acti thùng gỗ nha mọi người Thuộc phân khúc Pro Thì đối với cái series NX á, Thì nó sẽ cao cấp hơn các cái dòng sản phẩm RCF series ART Thì à, bộ vàng của mình á, là bao gồm một cặp NX910 Tức là Bass 25 loa Acti và một cái sub FPT supply 115 SA bass 40 tất cả đều là hàng acti nha mọi người có nghĩa là nó đã bao gồm men công suất cũng như là DSP ở bên trong thì cả hai model này đều được sản xuất tại ý ha mọi người lưu ý dùm em sản xuất tại ý ha thì với một set bao gồm một cặp tức là hai cái nữa x 910 và một cái sub ở bên dưới thì em chào báo cho khách là 88 triệu đồng thì khách hàng đồng ý rồi nhưng mà sau đó vì một số lý do khách quan cũng như là chắc cái duyên nó chưa tới mọi người nên thôi em quyết định là em hoàn trả cọc lại cho khách để giữ lại cái mối quan hệ cũng như là những cái gì đẹp nhất nó vẫn còn mãi ha mọi người ha thì nguyên một set này em cũng báo cho khách để những quý khách hàng nào có duyên thì sẽ sở hữu được ha mọi người ha bao gồm một cặp RCF này 910 nguyên siêu nha mọi người nguyên siêu đây như mọi người thấy trên video này nguyên siêu ha nè một cặp là hai cái và một cái sub FPT supply 115 SA 88 triệu đồng lưu ý giùm em ha mọi người ha em chào cho khách bao nhiêu thì em báo cho mọi người là bấy nhiêu cũng như là khách đã chốt rồi nhưng mà vì nhiều nãy em đã chia, chia sẻ đó thì nói chung là nó chưa duyên nó chưa tới ha mọi người ha thì à, ngoài ra còn có các cái dòng sản phẩm thấp cấp hơn chút xíu, giá tiền thì nó sẽ mềm mềm hơn chút xíu. Ví dụ RCF ART 910. Cùng là 910 nhưng mà dòng này thì giá nó sẽ rẻ hơn dòng NX rất là nhiều nha mọi người. Em lấy ví dụ như dòng này thùng nhựa, âm thanh cũng rất là tuyệt vời thì nó cũng 1910 một một so với thằng này. Nhưng mà này giá nó mắc hơn này rất là nhiều ha. Đối với ART này thì một cặp nói chung là hơn 30 triệu nha mọi người là ok rồi đúng không thì à, ngoài ra còn có các dòng sản phẩm à, tuyệt vời như mọi người thấy trên video Ví dụ như là Mr Midas m12 crossover của Marani xịn nè đó hôm nay em có cái con này nữa nè đó, khách hàng muốn thanh lý con này không chơi luôn ha Maki dl16s con này thì à, của khách hàng nâng cấp đó, mọi người thì à, khách mua Yamaha dm3 cho cái dàn nexo bữa trước đó, thì à, khách nâng cấp lên Yamaha dm3 thì, em sẽ thu lại cái con này, sẵn tiền thanh lý luôn ha. Ngoài ra còn có những sản phẩm vang số rất là cao cấp ví dụ như là S800 nè, S900, F35, S690. Đó. Rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Mixer thì chơi mấy cái con này nè. Midas MR12, mấy con này chơi ngon nè, chơi gia đình thì ok. Rất là rất là hay, rất là đã. Chỉ có điều nó hơi phức tạp chút xíu là mình phải chỉnh trên cái app điện thoại hoặc là mình phải xài cái laptop mình chạy cái ứng dụng chạy trên đó kết nối với nó thì đối với tụi em thì nó rất là dễ dàng nhưng mà đối với khách hàng thì lúc nào chả phức tạp đúng không mà nếu mình muốn dễ dàng hơn chút xíu thì mình chơi con Yamaha DM3 này nè hôm nay thì hàng demo em để ra đây là khách tới anh ta lấy hết rồi thì trong thời điểm em quay video á em còn rất nhiều mọi người thấy không một hai ba đây sáu nữa là chín con đúng không mọi người thì chút xíu nữa em sẽ khui ra lại tiếp tục xếp sẵn. Bởi vì dù sớm hay muộn thì khách hàng tới đây thì người ta cũng test thử xong người ta thấy được người ta cũng ôm luôn ha mọi người ha. Ngoài ART 910912 thì em bên em còn có 932 nữa nha mọi người ha. 932 thì bass uh, 30. Nhưng mà cái trap của nó là trap neo coi 75. Thì cái con trap này là con trap gần như là xịn gần nhất của RCF rồi. ND840 ha. Con này coi 75 rất là đã. Nói chung là đánh cái con này đã lắm. Tiếng nó đã lắm Còn đã như thế nào thì chỉ có những khách hàng nghe Nghe được nó tới đây thì mình biết nó đã như nào thôi Còn nghe qua video thì nó chỉ mang tính chất tham khảo là chính ha mọi người ha Nếu mà những dòng này mình thấy cao tiền quá Thì mình có thể chơi những dòng này nha mọi người ha Ví dụ nè Ví dụ như là Acti thì em có FPT X-Line 112 Bass 30 Cặp vậy có 21 triệu 500 22 triệu một cặp rẻ hơn nữa thì em sẽ có đây là lo Bassi XT12 của P Audio hàng Thái Lan ha chơi đầu Trung Quốc mình chán chuyển sang đầu Thái chơi được luôn ha ngoài ra thì nếu thích CAF thì mình sẽ còn có thêm đây đó CAF thì mình sẽ chơi X12 uh, Pro em còn mấy cặp nè muốn thanh lý em thanh lý luôn giá rẻ ghê mà đúng không mọi người đó ngoài ra bên trên thì còn có những dòng văn số rất là cao cấp có thấp cấp có ví dụ như S900 mọi người thấy trên video bốn thùng là bốn con đúng không rồi DB Acoustic thuộc cái series LX rồi Shure rồi Sennheiser rồi từ tà la tá lã luôn nói chung là đủ các trò các kiểu ha đây là hôm nay cũng gửi hàng đi nè mọi người nó gửi hàng đi bạn nhiều đang đứng ngoài đang đang đếm hàng này thấy không một cặp uh, RCF 910 thấy băng bó sẵn thấy chưa và cái con Midas thì trước cái video này em đăng là con Midas nằm ở phía trước ha mọi người ha cặp này thì cũng chuẩn bị đóng gói gửi luôn cho khách nè rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này